Lê này là giống của châu Á, Asian pear. Có thể sống qua được mùa đông tại Minnesota. Nơi đây nhiệt độ có thể xuống âm 28 độ C, tương đương với 18,4 độ F. Và có những năm nhiệt độ có thể lạnh hơn. Mình trồng cây này được 3 năm tuổi. Cây rất thấp, cao khoảng chừng 70 cm. Đây là năm đầu tiên có trái nên trái không được to lắm. Bởi vì cây thấp và thân còn nhỏ nên khi mang nhiều trái, chúng ta nên chống đỡ bằng một lại lồng cà chua để tránh gãy cành. Trái rất giòn và ngọt. Ăn rất an toàn bởi vì chúng ta trồng bằng hữu cơ. Các bạn hãy trồng một cây trong vườn nhà mình nhé. Vừa được ăn trái và hoa của chúng rất là đẹp.